theo bạn, trong tình yêu, chọn con tim hay là nghe lý trí thì không biết yêu. Giống như cảnh sát giao thông, lý trí chỉ có nhiệm vụ theo dõi và uốn nắn con tim với một cái còi lúc nào cũng lăm lăm ở trên miệng. Và con tim thì như lịch sử nhân loại đã chỉ ra, lắm lúc nó sẽ vượt đèn đỏ, lắm lúc nó sẽ đi vào đường một chiều. Và đó là câu trả lời cho một tác phẩm vô cùng nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mang tên Ngày xưa có một chuyện tình. Và câu chuyện tình đó đã chính thức được đưa lên màn ảnh rộng bởi đạo diễn Trịnh Bình Lê Minh. 5 năm trước, Mắt Biếc cũng một tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã ra rạp và gây nên một cơn sốt vô cùng lớn. Năm nay, liệu rằng Ngày xưa có một chuyện tình có tiếp tục chinh phục được khán giả hay không? Chào bạn, mình là Thu Minh và đây là Way to Weird Movie. Video sau đây sẽ là phần review của chúng mình về bộ phim Ngày xưa có một chuyện tình. Thế nhưng trước tiên, cho phép Thu Minh quảng cáo một chút nhé. Đó chính là chúng mình có một fanpage mang tên Way to Weird Movie. Ở fanpage này các bạn sẽ tìm thấy những thông tin mới, hay và hấp dẫn về các bộ phim ở trong và ngoài nước. Nên nếu các bạn có thời gian thì hãy ghé qua thông qua link ở bên dưới nhé. Còn bây giờ, không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa. Weirdo, go! Phim là câu chuyện xoay quanh một đôi bạn thân, Phúc và Vinh. Cả hai chơi với nhau từ hồi còn học cấp 1, sau khi Phúc vừa chuyển tới vùng của Vinh để sinh sống. Bên cạnh việc luôn bảo vệ và sẵn sàng xông pha để giúp đỡ Vinh trong nhiều tình huống, Phúc còn hết mực đẩy thuyền cho Vinh với crush của mình là Miền. Nhưng sóng gió đến với bộ ba khi họ đã bước sang năm lớp 12 cùng nhau. Đang đẩy thuyền và luôn động viên Vinh hãy tỏ tình với Miền càng nhanh càng tốt là thế. Nhưng sau đó Phúc nhận ra rằng Miền cũng có tình cảm với một ai đó, thế nhưng không phải là Vinh mà là với chính anh. Thì Phúc đã quyết định quay xe để đến với Miền và để người bạn thân chí cốt của mình là Vinh phải bơ vơ đứng nhìn crush đi theo người khác, mà lại còn là với thằng bạn thân của mình. Vậy chuyện tình tay ba này sẽ đi tới đâu? Các bạn hãy tự ra rạp để biết câu trả lời nhé. Bởi vì đây là bài review phim chứ không phải là tóm tắt phim. Giữ đúng bản sắc và hình ảnh vốn có từ một bộ phim chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Nếu như các bạn vốn thích cách chuyển thể cùng phong cách quen thuộc từ Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, Cô gái đến từ hôm qua hay Mắt Biếc, thì chắc chắn Ngày xưa có một chuyện tình sẽ không chỉ phù hợp với mọi người không thôi, mà phim còn mang một hơi hướng rất mới lạ đến cho khán giả. Phải nói rằng, câu chuyện trong Ngày xưa có một chuyện tình có những sự kịch tính và gay cấn hiếm có từ các tác phẩm của Nguyễn Nhật Ánh. Nói là phim Việt hay và cảm xúc và là một bộ phim chuyển thể xuất sắc nhất từ truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cũng không ngoa đâu nhé. Khi các tình tiết trong phim, đặc biệt là khía cạnh tình cảm, được xây dựng khá drama và có đôi chút éo le. Yêu người yêu của bạn thân có thể nói là một trong những câu chuyện khá nhạy cảm. Song Ngày xưa có một chuyện tình đã 2-3 lần đảo ngược vế của câu nói trên. Khi mà không phải lúc nào kẻ yêu người yêu của bạn thân cũng luôn là Phúc. Dù nói trắng ra thì Phúc chỉ là yêu crush của bạn thân mình mà thôi. Tình huống éo le vừa rồi có đôi lúc lại được đẩy sang hướng cho Vinh. Từ đó tạo ra liên tục những sự đối lập về mặt cảm xúc cứ diễn ra căng thẳng tăng dần đều cho đến cuối phim. Bản thân nhân vật Miền cũng không phải là một nhân vật nữ bị động trong câu chuyện tình tay ba này. Khi cô cũng được các nhà làm phim xây dựng rất ổn để có thể châm dầu vô lửa vào cái mối quan hệ khăng khít của đôi bạn thân kia. Dù nghe cẩu huyết là thế, thế nhưng chúng mình đánh giá Ngày xưa có một chuyện tình vẫn là một tác phẩm khá đáng yêu và có phần trong sáng ở nửa đầu. Mọi sự kịch tính trong phim vẫn được tiết chế vừa đủ, cao trào không bị đẩy lên tới mức khiến tình bạn lẫn tình yêu của cả ba trở nên độc hại. Mà đến tận lúc phim khép lại, người xem chúng ta vẫn có thể được hài lòng với các diễn biến trong phim. Ta vẫn có thể thấy được những điểm đáng thương và đáng trách ở cả ba nhân vật một cách rất đa chiều, chứ không hề bị phiến diện và đứng hẳn về phía một ai cả. Cả Vinh, Phúc và Miền đều có cho mình những góc khuất và khiếm khuyết vì môi trường sinh sống xung quanh trong quá khứ, từ đó dẫn đến tính cách và hành vi ở hiện tại, rồi khiến chuyện tình tay ba kia trở nên đầy căng thẳng. Song như đã nói, nhờ sự đa chiều tốt trong câu chuyện của phim, Ngày xưa có một chuyện tình vẫn có thể mang lại được một cảm giác rất dễ chịu và hài lòng cho đến cuối cùng. Đồng thời thì cách kể chuyện từ Ngày xưa có một chuyện tình cũng khá khôn khéo khi đan xen không chỉ hai mà tận ba mốc thời gian khác nhau trong cuộc đời của bộ ba Vinh, Phúc và Miền.
Ngay từ đầu phim, người xem chúng ta được thấy ở Phúc ở hiện tại, sau đó thì được tua ngược về khoảng thời gian cấp 1 khi Phúc vừa đến và làm quen với một Vinh luôn cố gắng che chở và quan tâm tới Miền. Và cuối cùng là mốc thời gian cuối cấp 3, khoảng thời gian chiếm nhiều thời lượng nhất trong phim. Thời điểm mà sự trong sáng lẫn tình yêu tuổi trưởng thành bắt đầu được đan xen vào nhau, khiến cho câu chuyện của phim trở nên hấp dẫn hơn. Cũng như nếu bạn đã từng quá tiếc nuối trước mối tình giữa Ngạn và Hà Lan trong Mắt Biếc, thì cái kết của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình chắc chắn là một liều thuốc chữa lành tuyệt vời cho mọi người. Được chỉ đạo bởi đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, người đứng sau bộ phim Thưa Mẹ Con Đi. Chính vì thế mà không phải là chemistry giữa Miền với Vinh hay Miền với Phúc, mà chính sự tương tác giữa Vinh và Phúc thực sự là một điểm sáng ở nửa đầu của bộ phim. Cả hai đã đem lại sự tự nhiên và thuyết phục được khán giả rằng họ thực sự là tri kỷ, là đôi bạn thân chí cốt. Cũng nhờ thế mà khi biến cố liên quan đến Miền xảy ra, ta có thể thấy rõ được sự thất vọng ở cả hai khi chứng kiến tình bạn dần bị tan vỡ và bị thay thế bởi tình yêu. Avinlu trong vai Vinh lần này đã có một màn thể hiện có thể nói là bớt xến hơn nhiều so với sự xuất hiện của anh ở trong Em và Trịnh. Song điểm trừ ở nhân vật của anh lại không phải đến từ diễn xuất hay cách tương tác của anh với các nhân vật còn lại, mà nói đến từ cách phát triển nhân vật có phần hơi cũ từ chính truyện dài của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh khi đặt ở trong bối cảnh hiện tại. Thử hỏi xem, có ai mà lại chơi cùng với nhau từ khi mới 5-6 tuổi cho tới tận lúc 18 tuổi mà vẫn còn xưng tên và nói chuyện với nhau một cách rất khách sáo như Vinh ở trong phim hay không? Chơi với nhau tới hơn 10 năm, nhưng trái ngược lại với Phúc thì có thể nói rằng Vinh và Miền không tạo ra được cảm giác thân thuộc như những đứa trẻ mới chơi với nhau có mấy năm trong Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh nữa. Vậy nên, khi đang đứng ở trong tuyến truyện là người đứng nhìn Miền và Phúc hạnh phúc với nhau từ xa, thì nhân vật Vinh của Avinlu còn để lại nhiều chi tiết đáng chú ý và ấn tượng. Nhưng bất cứ khi nào mà Vinh bắt đầu chiếm được cảm tình từ Miền thì mọi thứ lại có đôi chút gượng gạo. Ngược lại thì Đỗ Nhật Hoàng, người lần đầu tiên chạm ngõ với điện ảnh trong vai Phúc, lại có những chemistry cực tốt với cả Vinh và Miền. Nhân vật Phúc của anh cũng là một nhân vật vừa khiến khán giả thích lại vừa khiến khán giả ghét. Một cách xây dựng đa chiều rất thú vị và tạo ra được cho nhân vật Phúc cực kỳ nhiều sự ấn tượng trong bộ phim lần này. Nhân vật Phúc cũng sở hữu gần như mọi nét tính cách đối lập lại hoàn toàn so với Vinh. Anh chủ động và luôn toát ra một dáng vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với sự thư sinh của Vinh và giúp cho Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình có một cặp đôi nam chính vô cùng thu hút. Cuối cùng là Miền, do nữ diễn viên Ngọc Xuân thể hiện. Đây cũng là lần đầu tiên mà nữ diễn viên sinh năm 99 có cơ hội được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Bên cạnh diễn xuất tròn vai, Ngọc Xuân còn cho thấy sự táo bạo của mình ở một số phân cảnh trên phim. Và đây là một điều rất đáng ghi nhận cho một diễn viên mới như cô. Khác với Vinh hay Phúc, quá khứ tuổi thơ của Miền lại được khá chăm chút và đầu tư kỹ lưỡng. Khi ngay từ đầu phim, ta ngay lập tức được giới thiệu rằng gia đình của cô cực kỳ nghiêm khắc, đặc biệt là bố, người rất khó khăn với chuyện yêu đương của chị gái. Và chính cô cũng trải qua một số cảnh tượng đáng quên khi còn nhỏ, từ đó dẫn đến những quyết định của cô trong tương lai. Có thể nói là các nhà làm phim đã móc nối khá khéo léo quá khứ lẫn hiện tại của các nhân vật lại với nhau, hỏng tạo thêm chiều sâu cho các nhân vật của mình. Ngoài ra, các tuyến truyện phụ của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cũng phần nào đó gây ấn tượng với người xem, nhất là sự xuất hiện ít nhưng chất lượng của Rima Thanh Vi hay Xuân Nghị và cả bố của Phúc. Không ít thì nhiều, tuyến nhân vật phụ của phim đã góp phần không nhỏ trong cách xây dựng nhân vật của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Phải nói rằng cũng đã khá lâu rồi mới có một bộ phim điện ảnh Việt Nam sở hữu một dàn cast trẻ trung đến như thế. Nhất là khi có tới 2 trên số 3 diễn viên chính lần đầu chạm ngõ điện ảnh như Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Bên cạnh việc chúng mình đã đặt ra rất nhiều dấu hỏi cho dàn cast trẻ trung của phim, thì âm nhạc của Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình cũng là một điều khiến chúng mình khá lo lắng. Khi âm nhạc của phim vẫn chưa tạo được hiệu ứng dữ dội như cách mà Mắt Biếc đã từng làm, nên chúng mình ban đầu đã rất quan ngại rằng liệu có phải Phan Mạnh Quỳnh đã hết phép bầu rồi hay không? Nhưng rồi thì màn thể hiện của phần âm thanh trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình đã hoàn toàn chinh phục được chúng mình. Các giai điệu trong phim phải nói là quá phù hợp với mood của thể loại phim này. Nói Phan Mạnh Quỳnh là phù thủy của làng nhạc phim đúng là không sai. Cùng với đó là phần nhìn của phim, như đã nói, vẫn mộc mạc như bước ra từ những trang truyện của Nguyễn Nhật Ánh lên trên màn ảnh rộng. Bối cảnh và không gian trong phim mang một hơi hướng cực kỳ hoài niệm và phù hợp với tình yêu tuổi mới lớn của Vinh, Phúc và Miền. Tóm lại, tính tới thời điểm hiện tại, Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình chắc chắn là một bộ phim mang màu sắc lạ lẫm nhất khi chuyển thể từ truyện dài của Nguyễn Nhật Ánh.
không còn là những câu chuyện có phần yên ả và nhẹ nhàng. Bộ phim lần này đã đem lại một chút sự hứng khởi trong cách khai thác lối kể chuyện và đặc biệt là cách tháo gỡ nút thắt. Các cú plot twist nhỏ lẻ đã góp phần không nhỏ trong việc gia tăng sự cao trào trong phim. Kèm theo với đó là dàn diễn viên mới mẻ và tiềm năng đã giúp cho câu chuyện rất nhiều biến cố là ngày xưa có một chuyện tình được chuyển thể rất trọn vẹn lên màn ảnh rộng. Đặc biệt, bộ phim sẽ có một mid-credit cực kỳ thú vị, có sự xuất hiện của nam diễn viên Phan Mạnh Quỳnh. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh sẽ thủ vai bác Nguyễn Nhật Ánh trong những giây cuối cùng của bộ phim. Vậy nên, các bạn đừng quên ra rạp để ủng hộ Ngày xưa có một chuyện tình đang chiếu tại rạp các bạn nhé! Những quan điểm, suy nghĩ của Way to Weird Movie chúng mình về bộ phim mới nhất của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, Ngày xưa có một chuyện tình. Không biết là các bạn đã đi xem bộ phim này hay chưa và có suy nghĩ như thế nào thì hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Way to Weird, out.